Và đây là món cà tím kho tóp mỡ. Món này làm nhanh gọn lẹ, ăn cơm trắng rất ngon. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm nhé. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món cà tím kho tóp mỡ. Về nguyên liệu, ở đây thì mình sẽ dùng là 500 g mỡ. Mỡ heo mình đã cắt hạt lựu như thế này. Các bạn cắt to to nha, để trừ hao mà mình sẽ thắng tóp mỡ thì nó còn teo lại nữa. Mình có 4 trái cà tím này là khoảng 700 g, một ít hành lá, tỏi, ớt. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Ớt thì mình sẽ để nguyên trái nha các bạn, nếu như các bạn ăn cay thì các bạn cắt nó ra. Tỏi thì mình sẽ bằm nhuyễn ra. Phần đầu hành nữa thì mình sẽ cắt khúc ra nha các bạn. Còn phần lá mình sẽ cắt nhuyễn ra. Ở đây thì mình sẽ có một thao nước này, mình sẽ cho vào đây muối nha, một ít muối để mình ngâm cái cà tím này. Bạn khuấy cho nó tan ra. Mình sẽ cắt khúc ra như thế này. Sau đó mình sẽ cắt ra làm tư nha các bạn. Các bạn ngâm khoảng 5 phút thôi là mình vớt ra để ráo. Các bạn ngâm rồi vớt ra để cho thật là ráo là được rồi. Ngâm như vậy cho nó ra bớt cái mủ quá các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đi thắng phần tóp mỡ nha. Chảo nóng rồi mình sẽ cho tóp mỡ vào. Các bạn để lửa lớn nè. Các bạn xào cho mỡ nó săn lại, nó ráo nước bớt thì các bạn hãy hạ xuống lửa vừa hoặc lửa nhỏ rồi mình thắng từ từ. Tại ban đầu đôi khi các bạn rửa mỡ mà các bạn không dùng khăn giấy các bạn thấm cho nó khô đó, nó còn nước nhiều lắm. Mỡ nó săn rồi mình sẽ hạ xuống lửa vừa nha. Nó vàng rồi mình sẽ vớt nó ra nha. Mình vẫn sẽ dùng cái chảo này nha, mình chừa lại ít mỡ. Cho tỏi vào. Khi cho nó vàng thơm. Tỏi vàng là mình sẽ cho cà vào nha. Các bạn để lửa lớn, xào cà lên cho nó thơm.
Mình đã xào được 2 phút rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ hạ xuống lửa vừa, mình cho vào đây một ít nước lọc nha. Một ít thôi, không cần phải nhiều các bạn. Tại cà tím nó cũng nhanh chín lắm. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường. Muỗng gạt ngang thôi nha các bạn, không có vung. Khoảng 20g. 2 muỗng canh nước mắm. Một muỗng canh tương ớt. Nó sẽ giúp cho màu đẹp nha. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Mình cho vào đây khoảng một muỗng cà phê tiêu. Mình đảo đều lên. Các bạn để lửa vừa là mình kho từ từ nha. Mình cho vài trái ớt lên. Mình sẽ đậy nắp để cho cà nhanh chín nha. Cà tím nó chín rồi nè các bạn. Mình sẽ mở nắp ra nha. Mình để lửa lớn trở lại để cho nó cạn lại nha. Cho nó hơi ráo này rồi mình mới cho tóp mỡ vào. Để cho tóp mỡ vào sớm quá thì tóp mỡ nó sẽ bị mềm, nó không có giòn các bạn. Các bạn thấy nó hơi ráo ráo như thế này, nó còn một ít nước nha, để mình cho tóp mỡ vào mình trộn cho nó thấm. Cho đậu hành vào luôn. Trộn đều lên. Và cái trộn vừa vừa thôi, ngay tại cái cà tím hơi mềm á. Trước khi tắt bếp thì mình sẽ cho lên đây một ít hành lá nha. Món ăn của mình như vậy là đã hoàn thành rồi đấy, mình sẽ tắt bếp. Món ăn của mình như vậy đã hoàn thành rồi đó các bạn. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công và nấu ăn ngon nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.